Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình là Khánh Mú IG đây. Hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em cái hành trình leo top 1 bảng xếp hạng IG X2 2024 nha. Đầu mùa thì mình đã có lên top 1 bảng xếp hạng IG rồi, nhưng mà do là cái cạnh tranh rất là cao nên là lúc này mình đã bị đá đít xuống khỏi top 10 bảng xếp hạng luôn anh em à. Trước khi mà vào clip này á thì mình xem cái kỷ lục mới ở cái clip trước nha. Sau thành công của batch 1 thì batch 2 này á là được tới 300 anh em đăng ký kênh nè. Một con số khá là khủng khiếp anh em ơi. Có nhiều anh em ủng hộ như vậy thì được đà mình sẽ lên thêm cái batch thứ 3 này. À, cái batch này á thì có một điều rất là đặc biệt là mình được mega kill anh em, mà cũng đã rất là lâu rồi mình chưa có cảm giác mega kill này. Anh là hôm nay lên clip chia sẻ niềm vui này với anh em luôn. Và anh em nào mà thích series leo top 1 bảng xếp hạng IG của mình á thì anh em cho mình xin một đăng ký kênh, thả tim chia sẻ cũng như là nhấn chuông thông báo để mình có thật là nhiều động lực ra nhiều video hấp dẫn hay hơn nha. Chứ dạo gần đây mình cảm giác là mình chán game kiểu gì á anh em à. Hay là do nhiệt độ tăng cao quá rồi mình đánh game không nổi anh em ơi. Kiểu như mùa trước á mình làm một ngày 20 game là chuyện quá bình thường, mà bây giờ ngày không nổi một game luôn á. Và ok, tâm sự với anh em chút đỉnh thôi thì mời anh em vào cái game đấu đầu tiên xem là mình mega kill như thế nào nha. Đúng là chịu không có nổi thì cái chứ. Đến với cái trận thi đấu đầu tiên thì trận này team mình có 5 cao thủ, một thông thạo S, một thông thạo A, một top bảng xếp hạng, một top Việt Nam và một top tỉnh đến từ vị trí của team mình. Và team bạn thì được tới 4 thông thạo S và một thông thạo A. Thì trận thi đấu này kèo đối đầu của mình là kèo Florentino tinh hệ và còn bật S nữa. Mình chỉ sợ Flo mọc giáp thôi anh em ơi, chứ mình không có sợ Flo đấu khí nha. Nếu như mà nói về cái kèo đối đầu mà mình ngán nhất á là kèo đối đầu Florentino mà kiểu như mọc giáp nha. Là tất cả các kèo 117 vị tướng á thì là mình ngán mỗi Flo mọc giáp này thôi. Còn bao nhiêu lại thì mình không có sợ kèo nào hết trơn á. Không sợ là không phải là mình thua kèo hoặc là mình ăn kèo chắc chắn nha anh em ơi. Chỉ là đi đường nữa dễ hở hơn là Flo mọc giáp thôi. Đầu game á thì mình đã ăn được Flo cái chiến công đầu rồi nên là tranh thủ này ép luôn. Và pha thi đấu này á thì là có gừng hỗ trợ mình nữa nên là tranh thủ lấy cái trụ này luôn anh em ơi. Nhưng mà mới có phút thứ nhất thôi, team mình đã lấy hơn 2/3 cái trụ này rồi. Và Flo của team bạn á thì bị chặn đường không cho farm lính luôn. Và Flo sẽ thọt nguyên cái tân lính thứ nhất và tân lính thứ hai này luôn. Và tân lính thứ ba này á chắc chắn là sẽ bị thọt nữa khi mà mình với gần có một pha kê ở giữa cái trụ này luôn và muốn lấy cái trụ này ở giai đoạn đầu game luôn. Nhưng mà không biết được hay không khi mà mid của team bạn xuống hỗ trợ rồi, mình cố gắng bắt vào mid anh em ơi, bật ulti giảm khống chế nên là thành công dứt điểm đi mid của team bạn. Sau đó thì team bạn đã xuống thêm một thành viên nữa rồi, team mình á thì lại tiếp tục là hạ được một thành viên nữa và bị gần kẹt lại rồi nên là gần chắc chắn phải lên bảng số. Nhưng mà sau khi mà gần team mình lên bảng số thì cũng để lại gia tài khá là lớn cho mình á. Và người thừa kế đó chính là mình, 3-0 dành cho mình ở giai đoạn đầu game, bị Wander kéo lại bật ulti luôn. Mình còn cái tóc biến của anh kia nhưng mà Wander tóc biến theo và Wander hạ được mình và thế là hết rồi. Nếu như mà team bạn xuống không kịp á, team mình lấy cái trụ này ở phút thứ nhất là rất là lợi thế luôn á. Nhưng mà mọi kế hoạch của team mình đều bị vỡ rồi khi mà Wander DSP quá cháy. Và lại tiếp tục là một vòng bùa xong rồi gần của team mình, mít team mình lại xuống ganh Flo tiếp tục nhân cơ hội. Flo còn phế anh em ơi, pha đấu Flo cố gắng chạy nhưng mà hình như là không chạy thoát rồi, chạy được đến từ vị trí của Flo nhưng mà chạy được cái nịch á. Liên tục 3 tình huống Flo nằm lại nhưng mà xui cho team mình á là lúc này là team bạn lại xuống 2-3 thành viên rồi, mình thì còn có xíu máu bị kẹt ở lại. Aoi đến và Aoi không đu vào người của mình, mình còn có xíu máu đang chạy anh em ơi, nhưng mà cuối cùng cái đòn đánh tay của mít team bạn đã hạ đi được mình. Tầm này tuy là mình lên bảng số 2 điểm hạ gục nhưng mà mình vẫn nhỉnh hơn về Flo nên là pha đấu này mình quyết định lấy trụ trước, xong rồi mình sẽ solo kill với Flo sau. Và Flo hình như là mắc mọc giáp rồi, hình như là anh ta tỏ ra khá là yếu đuối trước mình đó, nên là thành công dứt điểm mình thì bấm qua cầu ao nhay xong rồi ao đu đúng một vòng xong rồi đáp đất và bỏ chạy thôi. Có lợi thế ở đường top cộng với lại là đường boss nên là team mình có pha giao tranh tổng với team bạn ở khu vực đường giữa. Hôm nay thì Slim team bạn bị kẹt lại rồi nên là buộc phải lên bảng điểm số bởi Triệu Văn. Mình thì có một pha cover cho AD nên là AB bắn được thành công dứt điểm đi Wander, xong rồi mình khứa thành công là vị tướng gần của team bạn luôn. Thế là double kill, triple kill và Wada kill dành cho team mình. Team bạn thì chỉ còn một mình mít thôi mà mít tỏ ra khá là yếu máu á, nên là team mình tranh thủ lấy thêm cái trụ silo khu vực đường giữa này của team bạn nữa. Một pha giao tranh rất là lợi thế dành cho team mình nha. Flo có một pha khác ulti vào người của mình rồi nên là cũng phải lên bảng điểm số luôn. Khá là ẩu cho Flo ở cái tình huống này. Và mình cũng
Mắc trụ rồi nên là mình chỉ tranh thủ mình dọn những cái con quái còn thôi. Đem bạn thì được tới 2-3 thành viên hay sao muốn bắt vào vị trí của mình anh em ơi. Nhưng mà mình tỏ ra khá là lạnh lùng ở đây nha. Muốn chơi luôn vị trí của Slim. Đem bạn thấy mắc nhảy rồi nhưng mà Slim mắc cái tóc biến nên là buộc phải lên bản số follow bị kẹt ở lại luôn. Nên là double kill dành cho team mình tiếp tục. Sau nhiều pha giao tranh thắng lợi nhỏ lẻ thì lúc này là team mình cũng là gom lại 3 thành viên rồi. Team bạn thì tới 4 người lận. Team mình thì tỏ ra khá là mạnh mẽ. Ở đây mình thì có một pha bị hắt tung ra rồi nên là bị Slim bắn lên bẻm số chưa kịp bật ulti luôn nữa chứ. Như là gần của team mình thì nhận kết cục bị hệt mình. Anh em ơi, hai thành viên buộc phải lên bẻm số. Thế là team bạn lấy được lợi thế rồi. Team mình quyết định thả kinh công nhưng mà chắc không ép được vì với team bạn này. Chưa kịp nói dứt tiếng nữa thì team mình có một pha bảo phi tiêu hay đến từ vị trí của hai AT. Tóc biến ulti đến từ vị trí của Triệu Văn đưa floor lên bạn đếm số rồi. Slim bị kẹt ở lại, mắt nhảy đến từ Slim nhưng mà không còn cái tóc biến nào nên là double kill dành cho AD. Team mình gỡ lại được hai mạng. KDA của mình 7-5 hình như là dừng lại ở đây rồi. Khi mà team mình có pha 4-5 thành công dứt điểm đi 5 thành viên của team bạn, nói chính xác hơn là 4 thành viên của team bạn. Wonder là người cuối cùng, mình thì có liềm rồi nên là tóc biến thẳng vào tới đàn luôn nhưng mà cuối cùng thì team mình đã win trước khi mà mình hạ gục được Wonder. Và game thi đấu đầu tiên đã thuộc về cho mình nha. Hình như là cái video lần này mình chơi 4-5 ngày gì mình mới đăng lại cho anh em xem. Lúc này là mình chơi ở cái giai đoạn đầu mùa hay sao, mới có mười mấy sao rồi anh em ơi. Mình chơi hình như là đến 38 sao thì mình mới làm clip cho anh em xem. Đến với cái trận đấu thứ hai này thì trận này team mình có 5 cao thủ, một top bảng xếp hạng, một top Việt Nam, một thông thạo S, một thông thạo C, một thông thạo B. Và team bạn thì được tới 5 thông thạo S lận. Trận này thì mình đối đầu với một vị tướng khá là khó khăn nha, kèo Mugat anh em mà. Mugat mà biết cấu ghẻ thì là mình toàn ở cái pha thi đấu đầu tiên này á. Nếu như mà lúc này là mình đã lên level 2 trước rồi, mình vô mình combo Mugat tưởng đâu là lợi thế hơn rồi khi mà muốn hạ gục được Mugat, nhưng mà cuối cùng thì gần của team bạn ra ganh nên là buộc phải mắc cái tóc biến. Hú team với tình huống đầu tiên này của Mugat với lại Da Veget, sau khi mà không hạ được mình ở giai đoạn đầu tiên á mà buộc mình mắc cái tóc biến rồi thì lúc này mình cũng đã nhỉnh hơn rồi, lên được level 4 trước Mugat luôn. Pha này Mugat từ nhà gai sao á nên là còn đầy cái máu nhưng mà mình vẫn không sợ nha, tại vì cái nội tại của mình hồi máu. Quay trở lại mình chơi vào Mugat luôn, nhưng mà Mugat này chơi cũng rất là hay luôn anh em ơi. Đợi cho mình hết chiêu rồi mới giật bóng về, nhưng mà mình thì hay hơn nên là thành công đưa Mugat gần còn có một xíu máu. Tưởng chừng đâu là Mugat có pha khệ mình chứ, nhưng mà mình quăng cái chữ một lại hụt, trời ơi xíu nữa là có mà đến từ vị trí của mình rồi, nhưng mà mình lướt lên lại thành công dứt điểm đi được Mugat. Sau khi có điểm hạ gục đầu tiên thì mình quánh láo hơn một xíu. Tầm này thì mình đứng giữa hai trụ của team bạn luôn, nhưng mà không ngờ là Ilu đợt ulti lên nên là mình buộc phải lui về. Nhận thấy là team bạn đang ăn bùa đỏ nên là mình rủ gần mình quay trở lại. Anh em ơi, pha thi đấu này thì lại cứa vào vị tướng là gần của team bạn và thành công dứt điểm. Sau khi mà hạ được gần của team bạn rồi á thì lúc này là mình với Mugat thì rất là xa rồi nên là mình cho Willen tự xử anh em ơi. Và Willen có một pha gần xỉu đến từ vị trí của Mugat luôn đấy chứ. Mình thì vẫn còn cái tóc biến nha nên là mình tóc biến lên Mugat hình như trở tay không kịp nên là thành công dứt điểm đi Mugat thêm một điểm mà gục tiếp theo. Công nhận là Mugat này cấu máu cũng rất là hay luôn á. Pha thi đấu nên thì mình còn ốm xíu mà Mugat cũng vậy luôn. Mà SB của team mình thì đang trên đường lên hỗ trợ anh em ơi. Trời ơi né rất là hay đến từ vị trí của Mugat nha. Và pha thi đấu này hình như là tưởng là mình dễ ăn hay sao á nên là quay trở lại bọc phá, nhưng mà tiếc là không đủ đam. 3-0 dành cho mình ở giai đoạn ở đầu game. Lúc nãy là solo với Mugat nên là còn có xíu máu mà không chịu về. Team mình thì bị hạ 2-3 thành viên rồi nên là mình đứng lại. Team bạn tưởng là mình về rồi sao á nên là một pha thành công dứt điểm đi được một điểm hạ gục nữa. Nhận thấy là hết bay đến từ vị trí của là mít team bạn nên là cứa lưu thấy thành công cái tóc biến. Pha thi đấu này hết chiêu chắc chắn là buộc phải về á. Sau khi mà lên trở lại thì mình lấy thành công cái trụ đầu ở khu vực đường trên của team bạn này và muốn lấy vào cái trụ thứ hai nhưng mà không được rồi. Khi mà Mugat rồi Ilu đồ xuất hiện nữa, team bạn 3-4 thành viên luôn. Mai mà bạn ulti bấm quá cao bao nhiêu mình tóc biến lên mình chọn vào SB nên là thành công dứt điểm đi chiên tiết dành cho mình thoát thân được luôn kìa. Cảm giác là phong độ đang trên ở thời đỉnh cao nên là pha thi đấu này mình lại tiếp tục là dọn lính, nhưng mà Mugat lại tiếp tục là cấu máu vào người mình. Nhưng mà pha thi đấu này bỏ bóng sai đến từ vị trí của Mugat nên là mình canh bóng, vừa hết bóng thì mình lao vào mình combo và thành công dứt điểm đi được một mạng tiếp theo. Mình ăn 6-0 nhưng mà trong khi đó thì team mình đã lên bảng số hết 10 mạng rồi nên là trận thi đấu này có một mình xanh thôi. Giữa của team mình thì mắc khá sớm với lại là đường trên nữa. Anh trận này là team giao cái nhiệm vụ cho mình đánh team lật kèo bên em mà. 15-14 là KDA hiện tại của hai team rồi. Team mình không ngờ là lên bảng số 3 thành viên như vậy nên
pha thi đấu này lại tiếp tục là bị ép đến từ vị trí của tem bạn, trong khi mà mình xanh như vậy mà mình lại bị ép, hiểu không có nổi với tem thì cái chơi này cả nhau rồi, không biết cái trận thi đấu này đi về đâu nữa. Đi về đâu thì không biết, trước tiên thì mình phải bắt gừng của tem bạn. Khi mà một thành viên của tem bạn đi lẻ, tem bạn quyết định thả kinh công đường giữa rồi nên là quyết định ép đường giữa, nhưng mà gừng của tem bạn thì bị kẹt ở lại rồi nên là gừng của tem mình ra hỗ trợ và thành công ăn cái mạng chấm dứt. Chưa dừng lại ở đó đâu, là bên kia có pha giao tranh tổng rất là cao rồi, pha này gia ta bay được nhưng mà tem mình hết máu nên lui về kịp á. Willen thì có một pha bọc sau rồi cào vào vị trí là gia ta, nhưng mà không ngờ nó lại lan sát thương ra HB à, nên là pha thi đấu này dứt điểm đi HB trước. Hên quá là tem bạn đã hết máu trước đó rồi nên là tem mình thành công dứt điểm đi được một thành viên của tem bạn, thế là kinh công này không ép được từ vị trí của tem bạn. Mugat thì có một pha đi lẻ nên là mình thành công cứa hai khớp anh em ơi, tóc biến lên Mugat giật bóng về thì chắc nhiên là Mugat sẽ chịu không có nổi với bốn thành viên của team mình rồi. Vẫn chạy được đến từ vị trí của Mugat, đánh khá là kỹ năng sau khi gắt là xanh rồi nên là cái độ tự tin của mình khá là cao. Pha thi đấu này quên chết bụi anh em ơi, nên là team bạn dồn combo vào người của mình, tuy là có liềm á cấu keo trong giao tranh nhưng mà cuối cùng vẫn phải lên bảy số suốt xét thương rất là khủng đến từ vị trí của tem bạn. Willen thì có một pha bay vào cầu mai hay sao á nên là cũng phải lên bảng số luôn. Tự nhiên hai ba thành viên lên bảng số như vậy tem bạn ăn được cái mục tiêu này. Ui nhìn lại thì Velvet tem bạn rất là xanh rồi, 9k7 vàng hơn mình 700 vàng luôn, vừa thua vàng vừa thua trụ đến từ vị trí của tem mình, đang tỏ ra khá là yếu đuối trước tem bạn á. Và chỉ sau một pha giao tranh lỗi thôi thì tem mình cũng phải trả giá cái lính siêu cấp đầu tiên ở khu vực đường giữa rồi. Kinh công vừa ra nữa thì tem bạn quyết định lui về ăn kinh công, mà tem mình đang là cố gắng khoảng cách cái lợi thế về tiền bạc thì không thành vấn đề rồi đó. Nhưng mà về điểm hạ gục với số trụ thì là tem mình vẫn thua hơn tem bạn. Thêm về cái mặt lợi thế ở những cái bùa lớn trên bản đồ nữa, tem mình thua hoàn toàn tem bạn luôn rồi đó. Em bạn đang có bùa rất là mạnh rồi, tem mình thì đang thua thế nữa, không biết thì sao mà đánh cao đến như vậy luôn. Và đi đấu này thì tem bạn quyết định ép đường trên rồi, chỉ còn đâu đó khoảng 1 phút nữa thôi thì kinh công sẽ xuất hiện rồi. Gia ta có pha bay lên khá là cao, dứt điểm đi AD của tem mình thì bay vào căn 4, căn 5 luôn anh em ơi. Nhưng mà tem mình thì không thấy đâu, nhưng mà lúc này là tem mình đã đến rồi nên là mình căng được, mình câu kéo khá là nhiều thời gian, tem mình thành công dứt điểm đi 5 thành viên của tem bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ cần một tình huống thôi thì có thể lấy được tất cả các lợi thế rồi. Qua đây kêu dành cho gừng luôn. Trời ơi, ghi đu khen mà còn chát tổng nữa là mình ngại hết sức ngại luôn anh em ơi. Tem bạn thì lên bảng điểm số 5 người cùng một lúc như vậy thì tem mình có cơ hội là win cái ván thi đấu này ở cái phút thứ 14 hay không. Quyết định tăng trụ đến từ vị trí của mình nhưng mà tăng không nổi nữa nên là buộc phải lui ra, và chắc nhiên là sẽ không win nổi rồi anh em ơi. Chắc là lấy được một đường lính siêu cấp thôi, bởi vì tem bạn có kinh công đẩy bên kia khá là cao á, nên là pha thi đấu này lại tiếp tục là đẩy xong cái trụ rồi về nha. Tem mình đánh win luôn rồi nhưng mà không được đâu. Đây là một thời điểm khá là nhạy cảm, bởi vì tiền nó không quan trọng nữa rồi anh em ơi. Quan trọng là con kinh công bảo chúa được ai kiểm soát, hoặc là cái lợi thế hơn về cái lượng tầm nhìn ở hang kinh công. Mình thì có pha đi cao quá nên là bị Mugat cấu máu rồi, nhưng mà Mugat sau tình huống đánh ra thành công á thì tem bạn đã mắc lợi thế hơn về người rồi, nhưng mà tem mình cũng vậy luôn, thế là 4-4 ở pha thi đấu này. Mình thì còn có một xíu máu nên là mình quyết định lui về tu lên, nói chính xác hơn là Willen có pha bọc sau để có thể làm được việc hay không, khi mà bọc sau kiếm thành công hai vị tướng AD và HB của tem bạn. À, chắc là hết rồi, khi mà những tăng cơ của tem bạn buộc phải lên bảy số như vậy rồi thì không ai bảo kê cho AD của tem bạn bắn nữa, nên là cái pha thi đấu này tem mình hoàn toàn thắng lợi cái pha giao tranh này và win lưu cái trận thi đấu này, không cần đến cái con kinh công phút thứ 15 anh em ơi. Đến với cái trận đấu tiếp theo luôn, thì trận này tem mình có 3 cao thủ, 2 tinh anh, 2 thông thạo S, 1 thông thạo A, 1 thông thạo B và 1 cục top bảng xếp hạng IG, đó là mình. Tem bạn thì được 1 thông thạo S, 2 thông thạo A, 1 thông thạo B và 1 thông thạo C. Và trận thi đấu này thì là mình đối đầu với kèo Valentino nữa, sĩ Olympic đem mọc giáp và suy nhược. Và tem bạn còn bích được một vị tướng khá là khó chịu, đó chính là Alistair. Tem mình thì không có một tăng cơ nào, không biết ai câu xích đây. Tôi dừng lại ở đó đâu là thêm vị tướng ba đâm nữa chứ, một vị tướng mà có thể đắp. Đây là những bước di chuyển đầu tiên với kèo Florentino đem kiệt sức anh em ạ. Đi đấu đầu tiên này thì mình có pha combo vào Flo, nhưng mà Flo thì vẫn combo vào người của mình khá là đau á, nhưng mà mình thì bình tĩnh hơn nên là pha đi đấu này lại tiếp tục là hụt pha đến từ vị trí của Flo. Còn có một xíu máu rồi, chỉ cần cái tóc biến chưa một nữa thôi là Flo chịu không có nổi, nhưng mà Flo lui về kịp rồi. Farm xong tân lính này thì chắc nhiên là mình sẽ canh Flo rồi, nhưng mà Flo về thì mình tranh thủ mình lượm cái con dê này, xong rồi mình chỉ cần lên một level nữa thôi thì Flo chắc nhiên chịu không có nổi. Mình lại tiếp tục là bay vào giao tranh đến từ vị trí của mình, nhưng mà bật suy nhược đến từ vị trí của Flo nên là mình quyết định lui ra một nhịp. Thấy Flo hết chiêu nên là mình quyết định lao vào, nhưng mà không ngờ
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi mà team bạn đã ăn thành công với vị tướng gồng rồi, team mình thì quyết định gỡ lại mục tiêu, nhưng mà team bạn vẫn không thể nào mà cho team mình dễ dàng ăn như vậy được. Sau khi mà ăn thành công mục tiêu rồi á, thì lúc này là team bạn gượt team mình chạy túi bụi luôn anh em ơi. Và thi đấu này thì mình lại tiếp tục thấy Zan đang múa nên tóc biến nên hạ thành công vị tướng Alex, nói chính xác hơn là vị tướng Alistair, và thành công dứt điểm đi được floor nữa. Thế là team bạn đã lên bảng số 2 thành viên rồi, thì mình với lại là gần lần kèo đó đầu tiếp tục. Gần của team bạn thì hết ulti rồi, mình thì còn rất là nhiều chiêu nhưng mà mình quăng chiêu lại bị hụt anh em à. Mấy team mình có một pha đánh lỗi nên là lên bảng điểm số rồi, mình thì có một pha di chuyển ra bỏ trụ của mình luôn, nếu không mất cái trụ mít này thì toan cho team mình á. Hên sao mà vẫn giữ lại được trụ mít, xong rồi di chuyển lên thủ thêm cái trụ ở nhà của mình nữa. Và thi đấu này thì Vlo hình như vừa thấy mình là chạy mắc dép rồi anh em ơi, nhưng mà biết là Vlo đã ăn dơi á nên là pha đấu mình ra luôn nha. Linh cảm của mình đúng luôn, và mình sẽ có qua combo vị tướng Flo này, mặc ulti Flo chịu không có nổi nên là phải lên bảng điểm số siêu việt dành cho mình. Nhìn đi nhìn lại thì team mình vẫn thua thế team bạn, chỉ có một mình xanh thôi. Team mình thì đã lên bảng điểm số hết 9 mạng rồi. Ui, tóc biến hay đến từ vị trí của IG nên là thành công dứt điểm đi cái trụ đầu tiên của team bạn luôn. Sau khi mà câu kéo thì lúc này mình cũng đã thành công dứt điểm đi cái trụ thứ hai của team bạn rồi, nhưng mà chưa kịp nữa thì Flo ra rồi nên là cái trụ thứ hai này để sau đi nha. Pha này thì mình hết ulti rồi nhưng mà mình vẫn tự tin cấu máu vào vị trí Flo. Team bạn đó thì lên bảng điểm số 1 hơi 4 người luôn, mới vừa là chơi team nhưng mà cuối cùng thì team đã cho mình một gáo nước lạnh. Team đánh hay cực kỳ luôn anh em mà, 10 điểm không có nhân đến từ vị trí của team. Pha đi đấu này thì bùa đỏ ngon thật đấy, nhưng mà thấy team bạn lên bảng điểm số 4 người rồi nên là cái trụ đường giữa của team bạn ngon hơn, quyết định là ép đến từ vị trí của mình cộng với Violet. Team bạn thì có Flo nhưng mà không biết ra thủ kịp hay không, hình như là bỏ luôn đến từ vị trí của Flo rồi. Trụ bị lấy đi khá là nhiều vị trí của team mình. Pha đấu này HV2 đến từ vị trí của Enzo nên là mình xuống mình ké luôn, và mình thành công là câu kéo AD của team bạn. AD team bạn mắc cái tóc biến và pha thi đấu này lại tiếp tục chạy được. Nhưng mà không sao, mình với team thì lấy được khá là nhiều trụ của team bạn thì cũng rất là hài lòng rồi. Em mình tuy có gỡ lại được mạng thiệt á, nhưng mà team bạn đông người hơn thì mình vẫn phải bó tay thôi. Với lại là team bạn có khống chế cứng nữa, pha đấu này đang thủ trong lo âu anh em mà. Tại tới hai thành viên của team bạn thì mình đâu thể nào mà đánh lại đâu, nhưng mà mình cảm nhận được Alistair đã hết chiêu, nói chính xác hơn là hết bana rồi, gần của team mình đến nữa nên thành công dứt điểm đi được một điểm hạ gục nữa. Flo thì đang chạy túi bụi luôn nhưng mà như chạy được rồi sao á. Sau một khoảng thời gian dí Flo thì lúc này cũng đã gần tới nhà của Flo rồi, đợi lính lên lấy trụ thôi. Slim có pha đi lạc nên mình tóc biến nên thành công dứt điểm được Slim rồi. Gần của team bạn thì qua thục mình hai viên, mình khá là đau nên là buộc phải lui ra một nhịp á, nhưng mà mình có hai nội tại nên quay trở lại anh em ơi, câu kéo cho team nhưng mà Alistair lợi rồi nên là mình buộc phải bỏ chạy. Hên quá né được cái chiêu đắp team bạn thì ra từng người nợ một, nên là pha thi đấu này thì team mình có rất là nhiều lợi thế hơn team bạn luôn. Thành công dứt điểm đi được là hai thành viên của team bạn nữa có lợi thế hơn nên là mình quyết định cùng với team nhắm vào cái mục tiêu này, nhưng mà bị team bạn ăn trước đó rồi nên là pha thi đấu này ăn vừa xong lại thục đến từ vị trí của là gần team bạn, nhưng mà mình không sợ, mình bật ulti lên và thành công dứt điểm đi được một thành viên của team bạn nữa. Sau khi nhận thấy team bạn thiếu người nhưng mà lúc này là team bạn hình như có một pha về không kịp rồi hay sao á, nên là team mình câu kéo và quyết định nó lại chơi luôn. Flo team bạn bị kẹt ở lại nên là thành công lên bảng điểm số rồi, ba thành viên của team bạn lên bảng số luôn thì chỉ còn có mình HB thôi. Do là gần team bạn lên bảng điểm số trước đó rồi nên là cái lúc này là team mình chỉ việc vào đánh trụ là win được cái trận thi đấu này ở phút thứ 9 thôi anh em ơi, khá là sớm. Tại vì team mình nhận rất là nhiều lợi thế giai đoạn đầu game mà nên là win sớm là chuyện tất nhiên. Trận này thì mình lên được 16 sao nha, 123 điểm khá là ngon. Đến với cái trận thi đấu tiếp theo thì trận này team mình có 5 cao thủ, hai thông thạo S, một phục tấm biệt xíu hạng là mình, một hai thông thạo C. Team bạn thì được 4 thông thạo S và một thông thạo C. Và trận thi đấu này thì kèo đó đầu của mình là kèo ngộ không nha anh em ơi. Đầu game thì mình với lại HB có pha hỗ trợ nhau và thành công dứt điểm đi được ngộ không rồi. Sau khi mà ăn ngộ không được mạng đầu tiên thì cũng là lên bảng điểm số luôn, nên là tầm này mình đã di chuyển trước ngộ không rồi, mình đã có level 4 luôn. Tranh chấp con rồng khá là thành công của team mình nên là mình tóc biến vào ba thành viên của team bạn luôn và bật ulti lên và thành công quẩy. Sau khi mang được hai mạng hạ gục với lại là hỗ trợ ba mạng thì lúc này mình cũng đã có đồ rồi đó. Ngộ không thì thua mình tới hai level lận nên là phải thi đấu này mình rỉa máu trước. Sau khi mà ngộ không đã hết máu rồi nên là mình quyết định băng trụ và thành công dứt điểm đi được một mạng siêu việt nữa. À, chỉ sau đó là khoảng vài vây thôi thì mình cũng đã thành công dứt điểm đi được cái trụ đầu tiên của team bạn rồi, 6-1 dành cho team mình. Ngộ không tầm này là đánh hết lại kèo của mình rồi nên là quyết định di chuyển game mít hoặc là di chuyển vô đằng ăn quái gừng hay sao á. Mình thì vẫn rất là bình tĩnh để hồi ulti
rồi mình sẽ có pha băng trụ nữa. Mình thì cố cấu máu vào Ngộ Không thì cố trả đam vào người của mình luôn, nhưng mà vẫn không thấm thía gì mình hết trơn á. Mình chỉ mắc đâu đó khoảng nửa cây thôi, Ngộ Không thì mắc luôn nguyên cái thanh máu luôn. Và pha đi đấu này chắc chắn là Ngộ Không quyết định lui về rồi. Mình thì tranh thủ ra hút máu vào lính nha. Nhưng mà Ngộ Không có một pha ỷ y hay sao á, nên là mình tốc biến ngưng ti. Nhưng mà cuối cùng thì mình lại tiếp tục là có quả cầu ao nhây, nên là Ngộ Không buộc phải chạy về được. Ngộ Không về được thì đồng nghĩa với việc là cái trụ này sẽ mắc đi. Nhưng mà không ngờ Nagoth có qua vào ganh mình. Mình đi hết chiêu rồi, tưởng đâu là phải lên bảy điểm sớm, nhưng mà Nagoth lướt tầm 7 anh em ơi, nên là mình thành công ăn thêm đường mạng bá đạo nữa trước khi mà mình phải lên bảy điểm số. Mới ăn được cái trụ 2 ở khu vực đường top rồi, nên là quyết định ra đường mid có qua bọc hông. Team bạn thì chỉ có 2 thành viên ở đây thôi, nên là mình có qua canh chim 1 và thành công dứt điểm đi đường mid team bạn, xong rồi bị kéo lại mai mà vẫn còn tốc biến nên là lướt ra thành công. Sau khi mà hạ được 5 điểm hạ gục rồi, lúc này mình đã có 2-3 món đồ rồi, nên là pha thi đấu này lại tiếp tục là dứt điểm đi mid của team bạn. Ngộ Không còn có nửa cây nên là chạy ngang mình và thành công ăn được double kill. Team bạn thì lên 7 điểm số hết 3 thành viên rồi, còn 2 thành viên thì mình thấy sai rồi, nên là chỉ để chiêu 2 ra rồi lên win thôi. Em mình ăn mạng khá là nhiều á, nên là cái trận đấu này khá là dễ. Tầm này thì team bạn tỏ ra khá là yếu đuối trước team mình á. Mình thì rất là xanh rồi, nên là thấy ai yếu máu thì chỉ cần lao vào và lấy đi điểm hạ gục của team bạn thôi. Và đây là pha giao tranh cuối cùng keo lửa vào vị trí của Sikut rồi, nên là Sikut có một pha rất là trâu, team bạn dùng đam không nổi, hết chiêu tất cả rồi, nên là pha thi đấu này mình lại có một pha tốc biến chiêu 1 nhưng mà không thành công. Nagoth lao vào bắt AD nhưng mà lên 7 điểm số ngay lập tức luôn. Một thành viên của team bạn đã không còn trên bản đồ nữa rồi, đồng nghĩa với việc là team bạn chỉ còn có 4 người thôi. Nhưng mà bằng cái thế lực nào đó thì mình lao vào mình căng 4 luôn anh em ơi. Team bạn bắn mình khá là đau nhưng mà mình vẫn còn liềm cộng với lại là giáp hồn mệnh, nên là mình tỉnh vậy chỉ cần một phát nữa thôi thì trụ của team bạn sẽ nổ. Và trận đấu tiếp theo này thuộc về cho team mình. Trận này thì mình lên được 17 sao rồi với 122 điểm. Đến với cái trận thi đấu tiếp theo thì trận này team mình lại tiếp tục 5 cao thủ. Một top bạn xếp hạng IG đó chính là mình. 3 thông thạo B, 1 thông thạo C. Team bạn thì được là 3 thông thạo S, 1 thông thạo A và 1 thông thạo B. Và trận thi đấu tiếp theo này thì kèo đối đầu của mình là kèo Gilma Thanh Long ban chủ nha. Đầu game thì mình solo kill với Gilma còn có nửa cây à. Gilma lại tiếp tục lên cấu máu của mình khá là khó chịu luôn. Nhận thấy là có cơ hội dứt điểm Gilma khi mà mít team mình có khoa di chuyển xuống hỗ trợ mình đó, nhưng mà mình tốc biến lên thì lại không thấy Gilma. Nhưng mà cuối cùng thì Gilma vẫn không thể nào mà chạy nổi, nên là chiến công đầu dành cho mít team mình. Sau khi mà Gilma để mắt cái chiến công đầu á thì mình nhỉnh hơn Gilma về cái lượng level. Và lúc này mình đã có 4 rồi, trong khi đó Gilma chỉ có 3 thôi, mắc cái tốc biến ở đợt trước nữa, nên là pha đấu này mình lại tiếp tục băng trụ và thành công dứt điểm Gilma. Sau khi ganh thành công ở cái pha đầu tiên ăn được cái chiến công đầu thì lúc này mít của team mình có pha di chuyển xuống nữa, nên là có pha lại chói Gilma trong trụ và thành công dứt điểm đi được 1 điểm hạ gục nữa. 2 điểm hạ gục dành cho mình liên tục như vậy là mình rất là xanh ở giai đoạn đầu game rồi á. Thấy mình đi kèo dễ như vậy á, không phải là không bị ganh nha anh em ơi, bị ganh liên tục luôn á. Pha thi đấu này thì chỉ có mình Na thôi, nhưng mà mình vẫn tỏ ra khá là mạnh mẽ tại vì mình đã ăn được 2 mạng hạ gục trước đó rồi đó. Na thì vẫn không để nào mà tha cho mình, nên là mình quyết định ao nhây luôn. Na tưởng đâu là mình không có anti là phế hay sao á, nên là quyết định solo kill với mình, nên là phải ôm hận rồi. Gilma thì có pha bị bắt lại mắc qua cầu ao nhây, xong mình lướt lên tốc biến và thành công ăn double kill. Tầm này thì Gilma vừa hồi sinh ra, nên là Alistair biết điều đó, nên là pha đấu này lại quăng chiêu một chúng rồi, lại bị chói đến từ vị trí của là Gilma. Thế là Gilma lên bảy điểm số ngay lập tức và mít team bạn bị kẹt có lợi luôn. Pha này thì mình cố dí theo tại vì mình còn quả cầu ao nhây nữa, nên là thành công lui về và dứt điểm đi 2 thành viên của team bạn. Tưởng chừng đâu là xanh như vậy thì team bạn không dám làm gì mình, nên là pha đấu này mình lại tiếp tục bị lỗi rồi anh em ơi, khi mà 4 thành viên của team bạn kéo xuống luôn. 4 thành viên thì mình chịu rồi, phải lên bảy điểm số thôi. Team mình đến thì team bạn đã hết chiêu ngay từ trước đó rồi, nên là quyết định lao vào đến từ vị trí của Na và bay qua và thành công lên bảy điểm số. Team mình có rất là nhiều lợi thế rồi, ăn được kinh công nữa, nên là quyết định ép đường top. Sau khi mà lấy thành công với trụ đường 2 của team bạn rồi, lúc này là Togo bay vào câu kéo và thành công dứt điểm đi AD. Gilma tóc biến lên nên là bị chói. 2 thành viên lên 7 điểm số rồi. Nagoth bên kia thì tất nhiên là team bạn chỉ còn 2 người bên đây thôi, nhưng mà xui quá là mình không đủ đam để hạ được 2 người. Hên sao mà mình vẫn lui ra được ở pha này. Nếu như mà cái đòn đánh cuối cùng á, thì mình vẫn còn cái liềm luôn, nên là mình không có sợ, nên là quay trở lại mình chơi luôn anh em ơi. Câu kéo cho team và thành công dứt điểm đi được là 4 thành viên của team bạn. Và team bạn chỉ còn có 1 người thôi, mà team mình thì hết lính rồi, nên là chỉ chờ lính lên và win được cái trận thi đấu này. Trận thi đấu tiếp theo này thuộc về cho team mình nha. Trận này team mình có Alistair nên khá là dễ chơi. Tuy là team bạn có Aya rất là mạnh, nhưng mà không được farm mấy đoạn đầu game, nên là cũng team mình hơi win dễ á.
Đến với cái trận thi đấu tiếp theo thì trận này team mình có 5 cao thủ, một cục top Việt Nam là mình, một thông thạo S, hai thông thạo A và một thông thạo B. 30 tháng 4 á, mình ăn lễ lớn quá nên là mình quên mất là cài vàng anh em ơi, nên là mình đã mất cục vàng rồi nha. Ở đây thì mình giải thích cho những anh em nào mà chưa biết luôn, tại sao mình top 9 bảng xếp hạng mà mình lại không có cục vàng. Cục vàng này là được nhận ngày cuối cùng trong tháng nha anh em ơi. Qua 12:40 mà anh em nào mà có mặt trong top 10 bảng xếp hạng á là sẽ được cục vàng nha, chứ không phải là anh em nào mà có cái mác top 9 á thì là sẽ có cục vàng nha. Cái này là tính ngày cuối cùng mà anh em trong top thôi, chứ không phải là tính tất cả các tuần nha. Và tuần đó thì mình được top 9, xui cái là ngày cuối cùng á thì mình vẫn không thể nào mà giữ được top 9 nên là mình đã bị mắc vàng tháng này rồi. Quay lại với cái trận thi đấu này thì lúc này mình có một pha lên dọn lính xong rồi, Naka God quyết định solo kill với mình thì cũng đâu có ngán đâu, nhưng mà đang solo kill thì chạy đi đâu mất tiêu, để yêu ma vô ăn mình, chịu không có nổi với Naka God thì cái chớ. Team mình đã bị bắt bởi là Yata rồi nên là cái pha thi đấu này lại tiếp tục lên đặng kiếm lỡ là mạng, nhưng mà không ngờ là Ngộ Không có qua gỡ trước đó rồi nên là mình tốc biến KS thành công một điểm hạ gục. Naga God team bạn thì vừa hết máu luôn nhưng mà mình lại tiếp tục là vừa hết chiêu. Tới là một pha thi đấu này Naga God chạy được rồi, đáng lẽ ra là không có chuyện gì xảy ra nữa khi mà hai bên, một bên về một bên farm lính đi không chịu đâu. Mà Naga God có pha bay ra bắt mình nên em ơi, tưởng là mình yếu như đầu game hay sao á nên là thành công dứt điểm thì được Naga God. Không hiểu sao thì trận này mình có duyên với Na hay sao á, mình di chuyển đi đâu thì cũng gặp Naga God hết trơn á, nhưng mà mình vẫn không thể nào mà sợ Na được. Mình combo hết tất cả các chiêu thức luôn nhưng mà vẫn không thể nào dứt điểm được Naga God. Naga God thì có một pha kiểu như là chạy trước rồi nên là để lại mình có một mình pha thi đấu này, mình mất quả cầu ao nhay luôn, tưởng đâu là thoát thân rồi chứ, quay lại hút máu nhưng mà cuối cùng vẫn bị cái tốc biến Vilma đưa lên bạn điểm số à. Sau hai pha solo kill không thành công của Na thì mình cũng đã rút ra được bài học rồi nên là mình tranh thủ mình hạ được Yuma cùng với lại Ngộ Không nè, xong rồi team mình có tân lính luôn thì quyết định vô lấy cái trụ lính đầu tiên của team bạn luôn. Khu vực đường dưới nha anh em ơi, pha thi đấu này không biết rồi lại tiếp tục là Naga God ra thể hiện nữa, 4-5 lần chạm mặt Na luôn rồi, không ngờ tới luôn á chứ. Này thì AD của mình đổi đường với lại AD của bên kia rồi nên là pha thi đấu này lại tiếp tục 3-2 anh em mà. Đáng lẽ ra là AD phải lui ra cho mình hỗ trợ nhưng mà không, pha thi đấu đó thì đứng tại chỗ bắn luôn nên là phải lên bảy điểm số rồi. Và lúc này là mình đối đầu với ba thành viên của team bạn, nhưng mà tưởng đâu là mình có một mình thì mình sợ hay sao á nên là mình tốc biến lên, nhưng mà tốc biến hơi bị quê, nhưng mà không sao, vẫn ăn được cái mạng chấm dứt của là mít team bạn, ăn được có một mạng mà nhìn lại thì team đã không còn ai trên bản đồ nữa rồi, đúng là chịu không có nổi với team thì cái chứ. Mình với Ngộ Không lại tiếp tục chạm mặt Naga God anh em mà, nhưng mà lần này á thì là Ngộ Không đã ăn được mạng chấm dứt của Na rồi. Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại rồi khi mà team mình thì chỉ có 2 người thôi, nhưng mà team bạn thì tới 3-4 người lận. Mà tưởng đâu là mình thoát rồi chứ, nhưng mà không ngờ là Gilma có pha bọc sao và chọt thành công 2 người nữa. Khó khăn chồng chất khó khăn khi mà lúc này team bạn có đồ hơn trụ rồi, với lại là lúc này chắc tướng của team bạn nó hơn team mình rồi nên là đánh khá là tự tin. Em mình thì vẫn lỗi cũ thôi và phát huy hết tất cả sức mạnh nên em mà nên là lên bảng số thêm một lần nữa đến từ vị trí của mình. Tưởng chừng đâu mọi chuyện đã kết thúc rồi khi mà Van Heo có một pha đứng cao phóng 3 thành viên của team bạn luôn, nhưng mà không ngờ là Ngộ Không có pha mắc lỗi nên là team bạn quay trở lại và thành công dứt điểm đi được thêm hai thành viên của team mình nữa chứ. Team mình có ai da nên là 4-5. Team bạn thì chỉ cần một pha quét sạch thôi thì cũng đã lấy được hai đường lính siêu cấp của team mình rồi. Lúc này là team mình có lợi thế hơn 10 người nên là quyết định băng trụ, mình thì kiếm được HP rồi nên là mình chơi vào AD của team bạn luôn. May sao mà mình vẫn còn xíu máu chạy ra được, nhưng mà cuối cùng vậy bị Yata đưa về tới đèn. Thế là một pha thi đấu này thì team mình đã đổi 3 người với lại là 1 người. Nhưng mà cái thế lính thì không ủng hộ của team mình nên là cũng đâu đó vào đó. Lại tiếp tục là có một pha hồi sinh ra nên là mình di chuyển cao, mình đẩy lính. Tầm này thì phút thứ 12 đã điểm rồi, mục tiêu lớn trên bản đồ chuẩn bị xuất hiện hai vị trí nữa. Team mình thì muốn ép nhanh nên là quyết định ở hang kinh công. Pha thi đấu này lại tiếp tục bay đến từ vị trí của Yata, hình như là mắc bay rồi, nhưng mà mình quăng cái chiêu một thì trúng tới 2-3 thành viên của team bạn, tưởng đâu là mình phải lên bảng số rồi chứ, nhưng mà mình vẫn quẩy được nên là thành công ăn được double kill.
Trong khi đó thì team mình chỉ có 3 người thôi mà pha thi đấu này mình lại dám đánh anh em mời, nhưng mà không ngờ là Gilma đâu xuất hiện nên là mình lên bảng điểm số tiếp tục. Sau khi mà mình hạ được 3 thành viên của team bạn á, lúc này là team mình cũng tranh thủ ăn được cái con kinh công rồi nên là quyết định thả đường trên. Mình thì để lẻ đường dưới, team mình với team bạn thì có một pha tranh chấp vào khu vực hang rồng. Ngộ không thì gõ thành công là mid của team bạn rồi. Thấy team bạn lộ sai dưới hết 4 người thì mình quyết định đẩy tiếp anh em mời. Và pha thi đấu này thì IG ở giai đoạn late game mà một cái cú chặt là 1000 đam nè, 1000 đam sát thương chuẩn vào trụ á, nên là trụ sẽ chịu không có nổi đâu. Và pha thi đấu này thì Nagagot là người được thủ, được cử về thủ. Team bạn á thì thấy trên bản đồ chỉ có một mình Na thôi nên là mình quyết định mình chơi luôn. Và pha thi đấu này và tiếp tục là không về khi mà bị Na cấu máu gần xỉu rồi. Hên mà mình vẫn còn cái liềm động mệnh á nên là mình tự tin. Ta thì lên bảng điểm số, team bạn thì 3 người lộ sai thì mình biết chắc chắn còn có mình Na nên là mình quay trở lại luôn, mình quyết đoán luôn và thành công dứt điểm đi được Na. Thế là còn cái con kinh công này nữa, team bạn thì chắc chắn là về không kịp rồi nên là mình thành công dứt điểm đi cái trụ nhà chính và lật keo danh cho team mình. Bài học được rút ra ở cái trận thi đấu này là người chiến thắng là người win nha anh em ơi. Tưởng chừng đâu đã hết cơ hội rồi nhưng mà không ngờ là team mình lại có thể win được cái trận thi đấu này luôn á, mình bất ngờ và bật ngửa luôn á. Đến với cái trận thi đấu tiếp theo thì trận này team mình có 4 cao thủ, 1 tên anh, 3 thông thạo S, 1 thông thạo A và 1 top bảng xếp hạng chính, đó chính là mình. Team bạn thì được 4 thông thạo S, 1 thông thạo C. À, trận thi đấu này á, thì team mình bích tướng khá là dị. Khi mà bích IG đi bích anh em à, mình định bích IG đi gần á, nhưng mà tự nhiên ông kia lại bích thêm Nagagot nên là phải cầm IG đi mít rồi. Nhưng mà bù lại HP của team mình là sát thương phép nên là cái đội hình của team mình cũng khá là đẹp. IG đi mít á thì sẽ rất là mạnh luôn, tại vì cái lính mít á ra liên tục mà ra nhanh nữa chứ. Và IG sẽ là người di chuyển rất là rộng luôn, di chuyển rộng như vậy thì farm sẽ rất là nhanh và sẽ về led mau á, nên là IG đi mít sẽ rất là mạnh nha. Và có nhiều anh em trên kênh của em Khánh có nói là IG đi mít thử đi anh, thì hôm nay sẵn rồi lên video cho anh em xem luôn. Và anh em nào mà có hứng thú xem cái IG đi mít này á thì anh em xem full trận đấu ở bên kênh Khánh Múa IG, không có chữ AOV ở phía sau nha. Mình sẽ làm full một trận thi đấu này ở bên kênh đó luôn. Đầu game á thì mình thấy bộ đỏ của team bạn chưa được ăn bởi gừng team bạn nên là mình rủ thêm HP nữa vô cấp, mà pha thi đấu này bị phát hiện bởi HP của team bạn rồi nên là tranh thủ ăn cái con bộ đỏ này nhanh rồi về. Mà pha thi đấu này canh đam thì sao á, lại quăng cái chiêu một không thể nào mà ăn được con bộ đỏ luôn, không hiểu tại sao. Thả cái emo cốc cho đỡ quê anh em mà. Tu lên thì có một pha vô sao nên là chỉ cần cấu máu thôi là thành công rồi, nhưng mà không sao nha, ăn được cái con bùa hay không gì cũng không quan trọng á, bởi vì là gần team bạn không có bùa thì sẽ gần team bạn sẽ thọt. Tất nhiên là gần sẽ lên level 4 trước nhất bản đồ rồi, nhưng mà người tiếp theo đó chính là mít. Nhưng mà gần của team bạn thì bị mắc bùa đỏ như vậy á thì sẽ không có level 4, nên là pha thi đấu này team mình có tới 2 người có level 4 lận. À đù, sao mà lên level 4 nhanh đấy. Thôi không sao, pha này thì team mình đông người hơn nên quyết định ở lại chơi. Nhưng mà AD của team bạn thì có pha di chuyển lỗi bị mình quăng trúng chưa một nên tóc biến và thắt tung thành công, hạ được là AD của team bạn luôn. AO bị kẹt ở lại nhưng mà vẫn chạy về được. Hai thành viên của team bạn lộ sai ở phía dưới rồi nên là team mình thành công dứt điểm đi được AD lui về kịp á. Nhưng mà không ngờ là tu lên có pha gỡ mạng thành công rồi nên là gồng này chắc chắn là sẽ không được ăn bởi team mình rồi. Có lần 1 thì sẽ có lần 2 nên là pha thi đấu này lại cái chấn cũ nên là qua cấp bùa đỏ của team bạn. Trong khi đó thì là gần của team bạn có mặt ở đây nữa. Pha thi đấu này thì lại không ngờ là AD của team bạn vô và thành công dứt điểm đi được mình, xong rồi mình báo thêm HP nữa anh em ơi. Pha thi đấu này thì mình thật sự là lỗi. Bơi xem được cái clip này thì cho mình xin lỗi nha. Như mình đã nói, có lần 1 thì sẽ có lần 2 nên là hai thành viên của team bạn á, thì có một pha vào ăn hiếp Yuka rồi. Hên mà mình với lại Nagagot xuống kịp và thành công dứt điểm đi một thành viên của team bạn, định ăn thêm kinh công rồi nhưng mà không ngờ là lính của team bạn vào trụ rồi nên là phải ra đép thôi. Tầm này thì AD của team mình đã mắc trụ rồi á, nên là dồn người ra mít. Team bạn thì cũng biết điều đó luôn nên là dồn khá là đông tóc biến lên keo lửa đến từ vị trí của Lagosi. Và thành công là tóc biến về đến từ vị trí của AD team mình. Cảm nhận được AD team bạn không còn sự bảo kê của là HP nữa nên là pha đấu này mình lên mình bắt. Không ngờ là mình đi mít đam nhiều đến như vậy luôn á và mình đã thành công. Tưởng chừng đâu là mọi chuyện đã dừng lại ở đó rồi, nhưng mà team mình thì không hiểu tại sao á, đường lính mít như vậy á, không ai ra thủ hết trơn. Trong khi đó thì mình đã yếu máu rồi, xong
keo lửa từ vị trí của Rossi và mình thành công lên bảng số và hình như là mắc trụ luôn cái đường vượt tường giữa hay sao. Nhận thấy là Guillaume của tem bảng á, thì là người được cử ra đằng thủ khu vực đường giữa. Mình thì có khá là nhiều nội tại nên là fan em mình quyết định mình combo luôn, mình băng trụ luôn hên sao mà vẫn hạ được Yuka tóc biến qua bên kia bờ tường và thành công chạy thoát. Tưởng chừng đâu là tem bảng đã tha cho mình rồi chứ, nhưng mà mình không biết đường chạy ở đâu hết trơn á, nên là mình quyết định mình quay trở lại. Và thi đấu này á, thì là mình đã nói trước đó rồi, mình ăn được bao nhiêu mạng thì mình lên bảng số bấy nhiêu à. Em mình thì có một pha giao tranh rất là lớn được xảy ra rồi, nên là một đối một đó là HB cộng với lại là AD của team mình, nhưng mà ở dưới kia thì lại giao tranh và Naragot của team mình là người có lên bảng số. May sao mà mình xuống và thành công dứt điểm đi một thành viên của team bạn nữa, thấy Rossi bị kẹt ở lại nên là team mình quyết định bật Rossi lên chơi luôn, nhưng mà không ngờ là Tu Len xuống rồi. Ma Vương xuống là buộc phải chạy thôi anh em ơi, chứ ai mà đánh lại Ma Vương anh em mà. Và pha thi đấu này nếu như mà đánh lại thì tất nhiên là sẽ bị giảm sức mạnh rồi, nên là team mình quyết định là cho Ma Vương ăn được chip BQ nha. Sau khi có được chip BQ thì Ma Vương vẫn chưa đồng ý với chip BQ đó, anh tóc biến nên không dứt điểm đi được HP của team mình, thế là toàn à anh em ơi. Chỉ cần một pha thi đấu thôi team mình đã mất hết tất cả các lợi thế ở giai đoạn đầu game rồi, team bạn ăn được 2-3 cái trụ luôn, team mình thì chỉ còn cái trụ trong không à. Lại tiếp tục là một pha thi đấu mà thủ trụ với lại là farm lính từ vị trí của mình, nhưng mà cảm nhận được Ma Vương đi có một mình thôi, mình thì cam Ma Vương trước đó rồi. IG thì cũng có được tăng sức mạnh đâu rồi, nên là mình sẽ gượt Ma Vương mình chơi luôn nha anh em ơi. Nhưng mà không ngờ là Ma Vương lỗi game đến như vậy, bật ulti đến từ vị trí của là IG luôn, nhưng mà cuối cùng vẫn bị ao nhay đến từ vị trí của Ma Vương. Cai đỏ đích đến từ vị trí của mình anh em ơi, buộc phải bỏ chạy rồi. Và pha thi đấu này không thể nào mà chạy được trước 3-4 thành viên của team bạn. Hên mà Ma Vương có một pha đi lẻ nên là team mình 4-5 người bắt Ma Vương và thành công là hạ được một thành viên của team bạn rồi. Trong cái thế thiếu người như vậy mà team bạn lỡ thả kinh công đường giữa rồi, nên là quyết định lên, nhưng mà không ngờ là mình lượm rau lấp thịt anh em mà, và thành công dứt điểm đi AD của team bạn rồi. Và Guillaume cũng phải lên bảng số luôn, thế là team bạn thả kinh công cũng như không mà buộc hai thành viên phải lên bảng số nữa chứ. Có lợi thế tuyệt đẹp hơn về người rồi, nhưng mà HP team mình có một pha là đi lỗi nên là thành công lên bảng số, và mình thì ra chết gồng. Nhưng mà không ngờ là thấy HP của team bạn đang đứng biến vơi trong bụi, mà pha này thì mình sợ là keo lửa nên là mình buộc phải chạy thôi. Tu Len thì đã phát hiện ra mình rồi nên là bật ulti chơi hết tất cả chiêu, nhưng mà không ngờ là mình còn cái tóc biến mình quay trở lại hơn mà có sự hỗ trợ của AD nên là thành công dứt điểm thì được Tu Len. Hai con gái cưng của gà thì sao mà sợ Tu Len được anh em ơi. Yuka có qua nấp bụi và có thể làm được lên gì hay không khi mà chọn vào AD rồi, bật ulti đến từ vị trí của Yuka và bật ulti đến từ vị trí của Aegin, nhưng mà cuối cùng thì hên quá vẫn đổi mạng được đến từ vị trí của Yuka. Nhưng mà trong khi đó thì team mình đã lên bảng số thêm một thành viên, đó chính là vị trí Nakroth. Team mình quyết định vị trí ăn kinh công rồi. Team mình có 4 team bạn cũng vậy luôn, nhưng mà team bạn đến không kịp nên là không thể nào cướp được. AD của team bạn thì đâu có biết mình trong đây đâu à, nên là pha thi đấu này di chuyển lỗi nên là mình thành công dứt điểm đi AD của team bạn. Tưởng chừng đâu là Violet có thể bắn được chứ, nhưng mà không ngờ là team bạn tóc biến bỏ chạy hết trơn rồi. Đáng lẽ ra ăn được kinh công như vậy team mình khá là lợi, nhưng mà không ngờ ôi có pha đu ra và thành công dứt điểm đi AD của team mình. Mình thì có pha là lên gỡ lên mạng ấy, nhưng mà không thành rồi khi mà team bạn đã lui hết rồi. Guillaume đâu ra mình hết hồn nên là phải lên mà điểm số. Team mình lúc này cũng đã tập tành đi chung rồi nên là pha thi đấu này không hiểu tại sao HP team mình lên bảng số rồi, trong khi đó thì team bạn đang bỏ chạy toán loạn luôn anh em ơi. Mình qua và thành công là còn nguyên combo vào người của Tu Len nên là thành công dứt điểm đi được một điểm hạ gục nữa. Tưởng chừng đâu mọi chuyện đã dừng lại rồi, nhưng mà Naragot có pha di chuyển lỗi nên là thành công lên bảng số luôn. Team mình mắc 2, team bạn cũng mắc 2 luôn, nên là kinh công chỉ còn 30+ giây nữa ra rồi, nên là mình tranh thủ mình kiếm mạng anh em ơi, nhưng mà không thành công rồi. Mình cảm nhận được Rossi có pha đi lẻ nên là mình sẽ bắt vào Rossi luôn, có sự sát thương của AD nữa nên là cũng thành công. Và chỉ còn đâu đó khoảng 19, 18, 17 giây nữa thôi thì kinh công đúng đã xuất hiện rồi, kinh công lớn thứ 2 trên bản đồ, tại vì phút thứ 15 đã ăn được con rồi, không thể nào mà win được. Còn phút thứ 18 này thì có thể quyết định đi cái trận thi đấu này anh em ơi, nhưng mà Yuka làm cái gì vậy? Yuka báo nữa rồi. Pha thi đấu này thì mình lại tiếp tục bỏ chạy thôi, may mà team bạn không gượt mình. Pha thi đấu này thì team bạn sẽ xuất hiện trước team mình và team bạn sẽ có 5 người, trong khi đó thì team mình chỉ có 4 người thôi, thì chắc chắn là sẽ nhường kinh công này cho team bạn rồi nếu như mà team mình không muốn mạo hiểm. Bắt đầu đu dây hình như là ăn kinh công đến từ vị trí của team bạn rồi. Team bạn chưa hồi sinh đủ 5 người mà dám khởi động kinh công luôn anh em ơi. Team mình thì đang có sai đến từ vị trí của HP nên là pha thi đấu này lui ra, và Nagot có pha bay vào và quẹt được thành công cái giáp hùng
vùng mạnh của Aoi rồi. Ulan lôi điểu nên là phải ra hang kinh công rồi, và kinh công này sẽ thuộc về cho IG anh em ơi, đang có cơ hội tóc biến qua bên kia bờ tường dứt điểm đi. Hai thành viên của team bạn hình như là mắc chép hùng mệnh đến từ vị trí của là Tulan, shipper kêu qua đã kêu dành cho mình hay không khi mà Tulan đang chạy thoát anh em ơi. Hình như là lên được cái liềm đến từ vị trí của Tulan và cơ hội mới ra kêu dành cho mình. Có thể nào mới ra kêu được không? Nếu như mà team bạn mời về thẳng tới đàn luôn thì mình băng tới đàn mình kiếm mới ra kêu luôn nha anh em ơi. Pha đấu này mình chưa hỏi anh tin nên là mình chỉ nhấp nhả thôi, nên là bị dính keo lửa đến từ vị trí của SB team bạn rồi. Như là rủ vô là ăn mới ra kêu dễ dàng hơn sao á, nên là thành công dứt điểm đi người cuối cùng và mới ra kêu. Chụp hình cái gắt hai ảnh giật giật liền anh em, mà không ngờ là được mê ra kêu ở cái giai đoạn đầu mùa đến như vậy luôn á. Một mai ra kêu may mắn hay là một mai ra kêu kỹ năng anh em ơi, cảm giác mà hà được 5 người liên tục á, sướng gì đâu luôn anh em ơi. Lâu lắm rồi mới được mê ra kêu đến từ vị trí của IG như vậy luôn á. Một trận thi đấu mà không ngờ là có thể win được, nhưng mà vẫn win được mà gượm được cái mê ra kêu luôn, quá đã luôn chứ gì nữa. Hạng đạt một dành cho mình 7 lần mê ra kêu ở cái ẹt này sao á, quá đã luôn anh em ơi. Đến với cái trận thi đấu cuối cùng của cái batch lần này luôn, thì trận này team mình có 5 cao thủ, 2 thông thạo S, nói chính xác hơn là 3 thông thạo S, 1 thông thạo B và 1 cục top Việt Nam, đó chính là mình. Chưa kịp xem đối đầu với ai nữa thì đã vô trận rồi. À nhớ rồi, cái trận thi đấu này hình như là đầu em rất là vất vả luôn. Trận này thì mình đối đầu với Flashwork Nailiu anh em, mà một người chơi Zenna rất là kỹ năng. Nhưng mà cái này hình như ông này hâm mộ Nailiu hay sao á, nên đặt tên đi hịch luôn. Mình mới đầu tưởng đâu là Nailiu Guild không á chứ. Đó, Flashwork Nailiu luôn. Trời ơi, tưởng đâu là sang ganh Việt Nam đánh rồi chứ. Nhưng mà mình nghĩ lại là chỉ còn khoảng 2 ngày hay là ngày gì nữa thôi thì bên đài sẽ là chung kết tổng rồi, nên là chắc chai hạt bên tem rồi anh em ơi, chứ không có đánh ganh đâu. Quay lại với cái trận thi đấu này thì đầu game mình có solo kill với lại là Nailiu, á nhầm, Gioma. Mà xui sao pha thi đấu này thì mình lại canh đam lại bị hụt anh em, mà tóc biến hay đến từ vị trí của là Gioma nhưng mà không hạ được mình. Xong rồi mình canh đam được cái kiểu nè, nhưng mà không ngờ là lại thiếu một tí đam. Rồi đầu game mà thiếu một tí đam vậy là thấy có điểm rồi đó. Sau khi mà bị ăn mắc cái chiến công đầu á thì anh em xem Gioma ép mình ghê đến cỡ nào. Pha thi đấu này thì mình còn nhiều máu hơn á, nhưng mà Gioma đã lên trước level 4 rồi mà team mình không ai hỗ trợ nữa. Công nhận là khó chịu thật sự luôn á, đi với kèo Gioma mà anh em nào mà không giữ được bình tĩnh chắc là cay dữ lắm luôn á. Trận thi đấu này thì mình tỏ ra khá là bình tĩnh ở giai đoạn đầu game nha. Mà bình tĩnh bao nhiêu á thì bị Gioma chơi bấy nhiêu anh em, mà hành hết sức hành luôn. Không những là hành mình mà còn quay qua hành thêm gừng của mình nữa chứ. Công nhận là đánh rất là tự tin đến trừ vị trí của Gioma luôn. Tuy là gừng team mình hơn một level nhưng mà vẫn không để nào mà dám solo kill với lại Gioma luôn á chứ. Gần team mình bị kẹt ở lại rồi, có gần team bạn hỗ trợ nữa thì chắc pha này là chắc phải lên bảy điểm số tiếp tục rồi. Hay quá, đầu game mà mình lên bảy điểm số hết 2 mạng rồi, trong khi đó thì Gioma ăn hết 3 mạng rồi, ăn được 1 mạng của gần team mình nữa, là thấy trận thi đấu này lên top có điểm rồi đó. Hên thì sao mà lên của là ở dưới kia thì là mít của team bạn không hiểu tại sao nó lên bảy điểm số hết 3 mạng rồi, nên là team cũng không có chửi mình gì nhiều anh em ơi. Tiếp tục là cho anh em xem những tình huống mà mình rất là cay luôn. Tự nhiên chọt xong một cái quyết định lui về, xong rồi mình lên cấu máu thì quyết định là hồi chiêu quay trở lại chơi mình, anh em ơi không hiểu tại sao luôn á chứ. Rồi pha thi đấu này thì chiêu hai tóc biến anh luôn đó chứ, ghê thật sự luôn, mình không kịp đỡ luôn, trong khi đó thì mình vẫn còn cái tóc biến luôn á nha. Ai nhất là bị solo kill, bị cấu máu xong rồi mà mình không đụng chạm được người mà còn thả mấy cái emo nữa, trời ơi emo cóc á anh em. Lại tiếp tục đi chuyển ra mít rồi thành công dứt điểm đi được mít của team mình nữa chứ. Trời ơi đánh rất là cháy đến từ vị trí của Gioma nha, 4-0 mới giai đoạn đầu game rồi. Lúc này là phút thứ 4 rồi mà mình chắc chắn là sẽ không thể nào mà chơi được nữa rồi. Và đây nè anh em ơi, những cái gì mà mình thích nhất ở cái vị tướng IG này mà khi mà mình cầm skin Bích Hải là cái điệu nhảy này đó nha. Mỗi khi mà mình phới mà mình bật cái điệu nhảy này lên đó thì tất nhiên là mình sẽ lấy là được tất cả các lợi thế luôn á, và mình có thể là lật kèo luôn á. Không ngờ là cái điệu nhảy của mình giúp mình chơi IG tốt hơn hay sao không hiểu tại sao luôn. Pha thi đấu này thì mình đã lên bảy điểm số hết 3 mạng rồi nhưng mà mình vẫn bật điệu nhảy, mình rất là tự tin luôn. Gioma thì cũng có điệu nhảy á, nên là cũng tự tin khoe dáng được các kiểu luôn. Pha thi đấu này chưa đủ phới hay sao mà gừng của team bạn lại tiếp tục ganh mình. Trong khi đó thì mình đã mắc cái ulti rồi nên là lính mình còn không dám lên farm nữa chứ. Gioma thì đâu có tha cho mình đâu, lại tiếp tục là những pha thi đấu tưởng đâu là di chuyển rồi chứ, nhưng mà lại tiếp tục lên combo mình. Hên mà mình chỉ cần né nhẹ xíu thôi là
thoát khỏi nửa cây máu rồi. Và đây rồi, cái lúc này là lúc mình phản công nè anh em ơi. Chỉ còn 10 giây nữa thôi thì sẽ hồi ulti rồi, nhưng mà mình tranh thủ lên cấu máu trước nha. Nhưng mà buộc phải mắc cái tóc biến rồi. Và đó tất nhiên là sẽ không cần mắc cái tóc biến đâu, nhưng mà mình tóc biến hơn cho nó an toàn nha. Thi đấu này mình còn có chừng xíu, hơn nửa cây xíu. Ủa, dưới nửa cây xíu rồi mà Gilma vẫn tiếp tục lại lên solo kill với mình. Mình thì có pha xe bọc sao nha. Đã 0-3 rồi mà tem lên bảy điểm số liên tục như vậy á, là 3-0, 3-10 đến từ vị trí của tem mình. Là thấy cái tâm trạng của tem mình đang bị đi xuống rồi đó, nhưng mà mình vẫn thể hiện bằng cái slow kill với Gilma. Gilma xanh nhưng mà mình nói đâu có sợ đâu, nhưng mà những cái tình huống mà Gilma chập mình xong rồi tóc biến bỏ chạy đổi kiểu. Nhưng mà pha này á, thì mình nhỉnh hơn về máu cộng với quả cầu ao nhây nữa. Và cái người lấy trụ đầu tiên không phải Gilma, đó chính là mình, nên em mà không ngờ tới luôn á chứ. Tuy là mình phế như vậy nhưng mà mình vẫn lên tiếng được cái những cái lúc mà mình cần lên tiếng nha. Phe đấu này Gilma còn có xíu máu nên là không dám mình farm thông tin lính, buộc phải lui về rồi. Và hình như là lật kèo bắt đầu lên tình huống này. Và thi đấu này thì mình lại tiếp tục là vô gừng của tem bạn, nhưng mà không ngờ là gừng của tem bạn lại tiếp tục là quay trở lại chơi luôn gừng của tem mình. Mà không ngờ là tem mình dồn đam nhanh đến như vậy, mắt pháp chặn thần kỳ đến từ vị trí của HP tem bạn. Nhưng mà Slim có tem bạn với lại là tem bạn đã xanh đó giai đoạn đầu game á, nên là tem mình không có nào cơ bắt lại tem bạn luôn, nên là lên bảy điểm số hết hai thành viên. Tưởng chừng đâu là lạc kèo được cái pha đây đấu này chứ, nhưng mà không ngờ là phải hai thành viên lên bảy điểm số rồi, dính cái lao đến từ vị trí của là mít tem mình và phải lên bảy điểm số luôn. Xong rồi, tem mình còn có hai người, tem bạn còn bốn người, mà có thêm là Timmy nữa, có thêm multi của Timmy thì tem bạn ép gần tới nhà của tem mình luôn. Pha đấu này ôi lại tiếp tục bỏ nhà rồi, mình thì có một mình sao mà ra thủ được đây, nên là bỏ hai trụ đến từ vị trí của team mình. Tầm này khó khăn lắm rồi, mình không nghĩ là cái trận thi đấu này mình có thể lật kèo được đâu anh em ơi. Nhưng mà mình phải lánh hết sức nha, tại vì mỗi lần mà mình phế á, thì team sẽ tâm sự mình rất là nhiều luôn. Nhưng mà những cái trận mà thi đấu mà mình phế mà team không có nói gì á, thì mình sẽ chai hạt hết sức mình nha. Nếu như mà thua thì cũng đáng chứ biết sao giờ. Mình đã cố hết sức rồi mà thua thì vẫn vậy thôi. Pha thi đấu này mình lấy được một mạng hạ gục của là AD của team bạn, xong rồi mình câu kéo luôn anh em ơi. Team mình đến và thành công dứt điểm đi 2 điểm hạ gục dành cho mình. Tự nhiên đang 0-3 xong rồi lên thực 2-3 là thấy có điểm rồi đó. Mới lấy đời được có một chút lợi thế mà team mình hổ báo quá, lên khá là cao luôn. Mình thì có qua bọc sao nên là cấu máu và mít của team bạn, nhưng mà không hiểu tại sao lại không ăn được mạng à. Mà pha thi đấu này thì lại bị team bạn gượt ngược trở lại nữa chứ. Tưởng chừng đâu là buộc phải lên 7 điểm số rồi, nhưng mà bằng cái cách thần kỳ nào đó thì vẫn chạy về được. Team mình thì ăn được đại lộ xe da nên là quyết định thả đường giữa ôi thì cố gắng đẩy trụ lẻn anh em ơi. Nhận thấy cơ hội đã tới rồi nên là pha thi đấu này mình với gừng có pha nấp bụi, mà team bạn thì không biết điều đó. Chờ đã một hồi á, thì cuối cùng là thời cơ cũng đã chín mùi rồi, mình thì sẽ bắt vào Gilma cùng với lại là Aoi, nên là thành công dứt điểm không bật ulti đến từ vị trí của HP team bạn kịp. Lúc này bật ulti kịp thì team mình cũng đã hạ được hai thành viên của team bạn rồi. Sau khi mà có lợi thế rồi thì team mình gấp quá hay sao nên là 2-3 thành viên phải lên 7 điểm số rồi. Còn có một mình mít, mình thì có một pha dọn lính dưới này, nhưng mà thấy là mít team mình bị dí nên là buộc phải lên hỗ trợ. Nhưng mà không ngờ là team mình thành công dứt điểm đi mít của team bạn trên, trong khi đó thì cũng phải chạy không nổi nữa rồi. Bốn thành viên của team mình buộc phải lên 7 điểm số. HP của team bạn thì cố gắng câu kéo, nhưng mà cuối cùng vẫn bị mình ăn được cái mạng chấm dứt luôn anh em ơi. Mình vẫn khá là tự tin ở đây khi mà mình đứng lại mình chơi luôn, nhưng mà team bạn đông quá nên là mình buộc phải lui về. Nhưng mà đây team bạn thì quá chủ quan rồi nên là mình tóc biến nên thành công dứt điểm đi được một mạng chiên thiết nữa. Sau khi mà team mình đã thành công dứt điểm đi được là AD của team bạn rồi nên là chi chuyển ra ăn trên công. Nhưng mà không ngờ là Gilma có pha đứng ở đây đặng bắt lẻ vào người mình, nhưng mà mình combo thì lại không có mắc máu Gilma, hình như là bật thương cung kiếm lên hay sao á, nên là rất là trâu. Hết thương cung kiếm thì team mình cũng được gần tới nhà rồi, nhưng mà Gilma lại tiếp tục là thoát sống anh em mình. Và team bạn thì có một pha giao tranh lại rồi, team mình thì tưởng đâu là thua cái pha thi đấu này thì thua luôn rồi chứ, nhưng mà không ngờ là team mình lại tiếp tục là có một pha ăn vào mạng của HP team bạn được. Xong rồi Van Heel phóng khá là ghê luôn, không ngờ là Van Heel lại phóng được cái pha thi đấu này. Ba thành viên của team bạn buộc phải lên 7 điểm số. Có một pha bọc sao nữa, thế là bốn thành viên của team bạn phải lên 7 điểm số đó. Và team mình có tân lính ở khu vực đường giữa nữa, rất là may với lại nhiều lợi thế dành cho team mình luôn, là quyết định win đến từ vị trí của team mình ở cái pha thi đấu này luôn nha. Không ngờ là team mình lại lật kèo được anh em ơi. Rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu game, tưởng chừng như là không thể, nhưng mà cuối cùng lại có thể anh em ơi, kỳ tích thật sự luôn á. Và video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em một ngày vui và hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo.